Tờ AS Tây Ban Nha nhận định sự xuất hiện của 8 đội tân binh, trong đó có tuyển nữ Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nữ toàn cầu, đúng như mục đích của FIFA khi mở rộng quy mô World Cup. Đó thực sự là một phi vụ đánh cược cho sự phát triển của bóng đá nữ, tờ AS nhận xét về quyết định cách đây 4 năm của FIFA, khi tổ chức quyết định mở rộng quy mô World Cup nữ từ 24 đội lên 32 đội, bắt đầu từ năm 2023. Tờ báo của Tây Ban Nha phân tích kỹ hơn, ở một số liên đoàn châu lục, suất tham dự World Cup gần như không có sự thay đổi sau nhiều năm, vẫn chỉ có những đội tuyển đó vượt qua vòng loại, còn các đội khác gần như không có cơ hội để nghĩ về một tấm vé đến với giải vô địch thế giới. Điều này khiến không ít liên đoàn thành viên không quá mặn mà với việc đầu tư vào bóng đá nữ. Một ý tưởng để nhiều đội tuyển có cơ hội dự World Cup chính là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển của bóng đá nữ trên thế giới, và điều này đã được thể hiện qua những diễn biến ở vòng loại. AS viết tiếp, kết quả là World Cup 2023 đã chứng kiến sự góp mặt của 8 tân binh, tạo động lực lớn cho bước tiến của bóng đá nữ ở đó, những nơi trước đây việc vượt qua vòng loại World Cup là điều không thể. Tại châu Á, đó là Việt Nam và Philippines, hai đội bóng trước đây vốn gặp rất nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh vé dự World Cup với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc. Với châu Phi là Zambia và Maroc, thậm chí Maroc còn là đội bóng Ả Rập đầu tiên được tham dự World Cup nữ. Hai đội tuyển Haiti và Panama ở khu vực CONCACAF cũng được hưởng lợi nhờ việc World Cup mở rộng, trong khi tại châu Âu, Bồ Đào Nha và Ireland cũng lần đầu tiên có suất dự giải vô địch thế giới. Tám đội tuyển mới được góp mặt tại ngày hội lớn của bóng đá nữ. Đó chính là bước tiến cho quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ hơn của bóng đá nữ trong tương lai, cây bút của AS kết lại. Một điều thú vị khác là việc hai đội tân binh Việt Nam và Bồ Đào Nha lại nằm cùng bảng với nhau. Điều này hứa hẹn tạo nên một cuộc chạm trán đáng chờ đợi, khi cả hai đội bóng lần đầu dự World Cup đều khát khao tạo được dấu ấn đầu tiên ở sân chơi tầm cỡ thế giới. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 14:30 ngày 27 tháng 7 tới, giờ Việt Nam, tại lượt trận thứ hai bảng E. Trong bối cảnh hai đội bóng còn lại của bảng đầu là Mỹ và Hà Lan đều rất mạnh, cuộc đọ sức này sẽ là cơ hội lớn để Việt Nam và Bồ Đào Nha hy vọng về những bàn thắng và điểm số tại World Cup.